Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà để vẽ được một cái ô vuông đánh dấu lên trên cái hình như thế này. Thì mình làm điều đó như thế nào? Thì để làm cái đó thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái project mới ha. Gần như là một cái project trống. Thì ở đây mình có một cái project mới, mình tạo ra một cái file mới. Để tạo ra một cái file như thế này, các bạn click phải ở đây nè, chọn new, rồi nhập cái tên vô đây, cái tên gì đó, enter, là nó sẽ tạo ra một cái file mới giống như thế này. Các bạn đặt tên gì cũng được, thì nó sẽ có một cái file như thế này. Rồi đầu tiên mình sẽ import hai thư viện vô. Thư viện CV2 và thư viện Face Recognition. Thì để cài được hai thư viện này á, thì các bạn thư viện CV2 các bạn có thể vô đây, vô file setting, vô Python Interpreter nè, vô cái project chúng ta nè, bấm dấu cộng, rồi ở đây là Open CV gạch Python nè ha. Đó. Ở đây nó cũng cho phép chúng ta chọn phiên bản để cài luôn, còn không nó sẽ mặc định nó lấy cái mới nhất. Thì đây cũng là một cách cài, hoặc các bạn sử dụng pip install open cv rồi gạch dưới, gạch dưới chứ không phải gạch giữa giống thế này nha, chuyển cái gạch giữa này thành cái gạch dưới rồi Python enter là được. Thì tương tự để cài cái face recognition này thì các bạn cài trước cái CMake này, kế tới cài cái delete này, delete library này, và cuối cùng mới là cài cái face recognition này nha. Phải cài đúng trình tự như vậy thì nó mới cài được, còn nếu các bạn bỏ qua một bước nào đó thì quá trình cài sẽ bị gặp lỗi. Thì cách cài của CMake vẫn là pip install rồi chữ CMake này, delete cũng vậy, face recognition cũng vậy luôn. Rồi. Thì tiếp theo sau khi cài xong thư viện thì mình bắt đầu tải ảnh lên bằng cách là đặt một cái biến email email 1 đi bằng cv2 chấm image read. Thì mình gõ tên của cái ảnh vô, ví dụ như đây mình có 3 tấm ảnh mình bỏ sẵn trong cái project của mình nè. Cái project mình hiện tại nằm ở cái thư mục thế này đó. Thì mình copy sẵn 3 tấm ảnh mình dục vào trong thư mục này. Thì mình lấy nó ra thì có hai cách, một là mình tự gõ vô, ví dụ 3.jpg, đây là một cách, hoặc chúng ta có thể dùng này copy dán vô đây cũng được đó. Thì các bạn dùng cách nào cũng được ha. Rồi sau khi chúng ta tải ảnh lên bằng cái lệnh email read này thì tiến hành chuyển nó thành dạng trắng đen, chuyển ảnh thành màu xám.
Thì tại sao phải làm cái thao tác này để làm cái gì? Tại vì đây là cái quy định của cái thư viện CV2, khi mà nó nhận diện thì nó sẽ chuyển cái ảnh nó thành màu xám, thì nó sẽ việc nhận diện nó sẽ dễ hơn đối với họ. Tại đây là cái thủ thuật, cái thuật toán họ tạo ra mà, nên họ quy định như vậy. Y mày mình đặt cái này là email số 1 bằng CV2 chấm convert color email 1 by CV2 chấm color. Đây, chọn cái này nè. Thì cái bức ảnh mới, bức ảnh số 1 này nè, là một cái bức ảnh màu xám bằng cách chuyển đổi màu sắc. Cái lệnh này là lệnh chuyển đổi màu nè, convert color là chuyển đổi màu nè, chuyển đổi màu của cái ảnh số 1 này bằng cái lệnh chuyển đổi màu từ cái màu là BGR thành màu xám, tu là thành đó. Thì để mình show bức ảnh nó lên nhé. Show bức ảnh lên thì mình dùng lệnh là CV2 chấm image show image sau email số 1 đúng không? Thì để mình sau bức ảnh gốc trước nhé, email trước đi, email 1. Rồi. Đặt tên nó là Hello đây. Rồi. Rồi để duy trì khung hình. Duy trì khung hình thì mình dùng cái lệnh là CV2.wiki. Rồi, đặt đây giá trị 0. Rồi mình chạy lên thử nha. Đó, đây là bức ảnh của chúng ta khi mới mở lên nè. Thì bức ảnh khi mới mở lên thì nó cũng là một bức ảnh thông thường thôi. Rồi bây giờ mình, đó là bức ảnh chỗ này nè, khi mới mở lên. Còn bây giờ sau khi mình đã chuyển nó thành màu xám nhé. Rồi mình in cái này nó ra. Đó, các bạn có thấy nó chuyển thành màu xám chưa? Thì đây là quy định của thư viện, thì nó chuyển thành màu xám để nó dễ tìm khuôn mặt của người đó thôi. Rồi mình là người học và làm theo, mình chưa đạt tới cái trình độ để làm ra những cái như thế này. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm vị trí khuôn mặt, tức là trên khuôn mặt nó muốn vẽ ra một cái hình vuông, hình chữ nhật, thì nó cần có hai điểm. Một điểm là ví dụ đây là một cái hình chữ nhật đây, thì nó cần một cái điểm ở góc này với một điểm góc này, tức là cần hai cái tọa độ này là nó sẽ vẽ được cái hình hộp chữ nhật này. Đó, đó là ý nghĩa của cái hàm này. Hàm này là đi tìm hai cái tọa độ đó. Face location, mình ghi tắt nhé. Face recognition, file location.
Mê chọn cái này nè, tức là mình chuyển nó thành màu xám rồi mình bỏ nó vô để mình tìm cái điểm đó, tìm hai cái điểm tọa độ của hai điểm đó. Rồi chỗ này chọn số 0. Tại sao chỗ này chọn số 0 thì mình cũng đang có một dấu chấm hỏi, thì mình cũng chưa nghe ai giải thích chữ cái số 0 là cái gì. Và khi mình tăng nó thành một cái số khác thì hình như nó báo quá tải thì phải. À, mình cũng chưa hiểu, các bạn nào hiểu về số 0, tại sao có số 0 này thì giải thích mình nhớ luôn nhé. Mình không hiểu tại sao cho nó có số 0 nhưng mà chọn số khác là nó không chạy được. Giờ chúng ta sẽ vẽ hình vuông lên khuôn mặt. Thì nếu như không hiểu thì mình cứ để gì mình xài đi, kệ, miễn là làm được cái mình yêu cầu thôi. Còn nó là cái gì thì tìm hiểu sao. Thì để vẽ được cái hình vuông nó lên khuôn mặt thì mình sẽ thì để mình in ra cái tọa độ này cho các bạn xem nhé. Mình gõ lên print. Print của cái này ra. Nói mình mới nhớ. Nói mình mới nhớ là ở đây mà không có số 0 á, là đây là một cái mảng 1D. Còn nếu mình bỏ số 0 đi nó là một cái mảng 2D. Mình nhớ nhớ là như vậy. Đó, nó là một cái mảng 2D nè. Cũng là những số đó nhưng mà nó là mảng 2D. Rồi. Cho nên nó muốn lấy mảng 1D thôi. Là sự khác biệt giữa thêm số 0 và không thêm số 0. Để cái này chỗ khác. Vẽ hình vuông lên khuôn mặt. Thì từ bốn cái điểm này nè thì nó quy ước là top right bottom và cái cuối cùng là left. Top là ở trên, ở trên thôi chứ không phải là cái điểm nào hết. Right là phía bên phải, bottom là bên dưới, còn left là bên trái. Thì một số bạn sẽ dịch ra thành cái địa chỉ là x1, y1, x2, y2 gì đó. Nhưng mà theo cách hiểu của mình thì nếu theo cái cách giải thích đó thì right và left tức là x, còn top và bottom là y. Thì nó sẽ để top và bottom là ở phía tay phải, còn right và left là ở bên tay trái. Thì chúng ta sẽ sắp tọa độ như thế nào? Lát lát mình sẽ đến cái phần nó cũng khá là thú vị. À, CV2 chấm rectangle email, cái này mình chọn là email 1 nha. Đấy. Phải lâu.
Hai lóc không nè, mình sẽ giải thích sao chỗ này là màu màu mình không chấm hai năm năm chấm không phải nhầm không, cuối cùng là độ dày. Dày đây mình chọn 3 đi. Rồi ở đây mình sẽ cho thì cái hình lên. Rồi, giải thích sao ha. Thì may một đó, các bạn đã thấy nó dễ được ốp vuông lên rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi giải thích cái đám này nhé. Thì đây là cái chỗ để chúng ta khai báo cái vị trí của cái ô vuông này nè. Thì bây giờ sẽ thấy là tương đương với bốn số này đi, thì nó là tương tự nhé: top, right, bottom và left. Thì tương đương nó là 0, 1, 2 và 3 đúng không? 0, 1, 2 và 3 các bạn nhớ nhé. Thì ví dụ mình đặt là phía sau á, phía sau là y, mình giả sử là cái top với cái bottom là lúc nào cũng nằm sau, còn cái right và left lúc nào cũng nằm trước. Thì mình đặt là right nè, left nè, right tương đương với 1, left tương đương với 3 nè. Thì mình đặt là 3. Mình có thể đặt là 3 0. Mình có đặt là 1 0. Đặt nhé, 1 0. Đó. 1 0 và cuối cùng còn đặt rồi này rồi thì còn lại là 32 nhé. 32 3 2. Rồi chạy lên thử coi sao. Đó, nó vẫn vậy là hình vuông đúng không? Các bạn đặt khác nó ra cái hình khác nhé. Giả sử mình đặt tào lao đi. Đặt tào lao là 1 2 0 1 2 0 0 3. Tức là đặt tào lao nhé. Rồi thử đặt tào lao ra gì. Đặt mà không tuân theo quy tắc gì hết. Đó, nó dễ ở đầu đầu ấy. Thì các bạn sẽ nghiên cứu cái quy luật này sao ha. Nhưng mà theo mình thì cái top và cái bottom là ở phía sau, còn cái right với cái left là ở phía trước. Thì mình cho nó là right với left là x đi, top và bottom là y đi. Thì mình có thể đặt là 1 1 0 hoặc là 1 2 trước đều được. Thì nếu đặt 1 không trước thì sau này sẽ là 3 2, còn nếu đặt là 1 2
thì chỉ còn lại là 30 thôi. Đó, chỉ có hai cách đặt như vậy. Giờ mình giả sử mình đặt là 3 30 nhé. 3 0. Ba nè, không nè, thì còn lại là một và hai thôi, một hai, rồi tắt đi, chơi lại đó, nó dễ hình vuông rồi đó. Rồi đó là ý nghĩa của cái location này. À, còn chỗ này là cái bức ảnh thôi. Bức ảnh này nè. Bức ảnh sau khi lấy vô thì dục dục nó vô đây. Tại sao mình không lấy cái bức ảnh này mà mình lại lấy cái bức ảnh này? Tại vì cái bức ảnh này là bức ảnh nó bị chuyển thành màu xám rồi. Cho nên nếu mình lấy bức màu xám mình bỏ ở đây là nó dễ cái bốn cái điểm này lên, nó dễ cái khung vuông này lên cái bức ảnh màu xám. Đó là cái mình không cần, mình cần là nó dễ cái bức ảnh lên trên cái bức ảnh gốc này nè. Cho mình đó là tại sao mình lấy bức ảnh gốc mình bỏ đây thay vì bỏ cái bức ảnh màu xám này vô là vậy. Rồi. Còn chỗ này là chọn màu. Chọn màu thì ở đây nó vẫn đi theo chuẩn là RGB. Tức là G là green đó, R là red đúng không? Anh à, thử 255. Hình như nó vẫn là chuẩn BGR thì phải. À, để chạy lại thì coi. Nó lên trên này là biết rồi. À, nó vẫn theo chuẩn là BRG. B là blue, G là green, còn R là red. Thì nó vẫn vẫn ở cái chuẩn này. Chuẩn này là cái chuẩn chỉ dùng trong cái thư viện CV2 này thôi. Còn bức ảnh bình thường của chúng ta là nó đảo ngược lại là RGB. À, vậy thôi, còn đây mình muốn đặt màu nào tùy mình màu. Nếu muốn đặt màu blue thì cho này lên 255. Còn muốn đặt màu màu xanh lá cây thì cho cái số giữa này lên 255. Còn muốn đặt màu đỏ thì cho số này lên 255. Đó. Rồi. Chạy lại thử nhé. Này là đặt màu đỏ nè. Đó. Còn số 3 tức là độ dày của cái khung này, mình muốn nó dày bao nhiêu đó thì nhập vô. À, đó là ý nghĩa của đoạn code này. Thì phần tiếp theo mình sẽ cho nó chạy trên cái nền của thằng designer. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.